Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu hoa hướng dương như thế này. Đối với mẫu hoa này có nhiều ứng dụng ha, các bạn có thể sử dụng tăng size để làm mẫu đế ốp ly cũng được, hoặc là tăng giảm size để mình trang trí cho những sản phẩm handmade của mình. Để làm cái mẫu này ở đây mình sử dụng là sợi dệt trơn ha. Sợi có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và kim móc mình dùng kim móc 3.5 mm. Đầu kim nó sẽ có cái độ dày hơn so với sợi len 1/2 ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách móc. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn liên tiếp. 1 2 3 4 5 6 và 7. Khi có được 7 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên, nắm sợi len ngắn này gút thật mạnh vào, cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên nè. Đây là cái mũi móc đơn đầu tiên ha. Móc vào chân móc này một mũi dời để mình kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Ta có được vòng tròn đầu tiên với 7 mũi móc đơn. Vòng móc thứ hai sẽ có 7 chân móc của 7 mũi móc ở phía dưới ha. Thì chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời, móc vào 2 mũi móc đơn. Tương tự cho 6 chân móc còn lại. Mỗi chân sẽ là 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ 3 móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ 4 móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ 5 móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ 6 móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ 7 móc 2 mũi móc đơn. Như vậy là vòng tròn thứ hai của mình sẽ có được 14 chân móc. Kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Móc vào đây một mũi dời. Ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ hai ha. Nó sẽ có số mũi móc gấp đôi so với vòng 1. Móc lên một xích. Để cho phần nhựa hoa của mình nó to ra thì hàng móc thứ ba, chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 Ta được một cụm móc nè, một mũi móc đơn xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân. Thì các bạn móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Chân bên cạnh một mũi móc đơn. Thì xen kẽ chân kế tiếp là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có cụm thứ hai rồi nè. Tiếp tục cụm thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Cụm móc thứ sáu. Và cụm móc thứ bảy. Sau khi kết thúc vòng thì tương tự như các vòng móc bên trên, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Như vậy là vòng móc thứ ba của mình cũng tăng lên được 7 mũi móc,
Tức là mình sẽ có 7 cụm như thế này ha. Lên một xích. Đây, vòng móc thứ ba của mình có 7 cụm nè. Cụm thứ nhất. Cụm thứ hai. Cụm thứ ba. Cụm thứ tư. Cụm thứ năm. Cụm thứ sáu. Và cụm móc thứ bảy. Nó sẽ giúp cho vòng tròn của mình nó có cái độ rộng ra để mình tạo cái độ rộng cho phần nhụy ha. Hàng móc thứ tư, các bạn sẽ tăng cho mình một mũi ở đây. Tức là phía dưới mình có một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân, thì hàng móc kế tiếp sẽ là hai mũi xen kẽ hai mũi cùng chân ha. Chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời nè, móc vào một mũi móc đơn. Chân bên cạnh một mũi móc đơn. Có được hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp thì chân thứ ba sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có một cụm móc như thế này. Móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến hết vòng ha. Sau đó các bạn sẽ tăng cho mình thêm nhiều vòng móc nữa, làm sao cho cái vòng tròn này nó có đủ cái độ rộng. Và cách tăng thì mình cũng tăng cái số mũi móc đơn xen kẽ nè. Ví dụ như ở phía dưới mình tăng 2 mũi rồi thì hàng kế tiếp sẽ là 3 mũi xen kẽ hai cùng chân, tiếp tục là 4 mũi xen kẽ hai mũi cùng chân ha. Hàng này là 2 mũi nè. Tiếp tục là 2 mũi cùng chân. Ở đây mình đã tăng lên tổng cộng là 5 hàng móc cho phần nhụy hoa và nó đã có đủ cái độ rộng rồi ha. Thì kết thúc vòng móc này, mình sẽ dừng lại ở cụm 3 mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân nè. Thì mình sẽ có được 5 vòng ha. Kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Kéo và cắt len. Ta sẽ hoàn tất được phần nhụy hoa. Bây giờ mình sẽ móc phần cánh hoa. Ở đây mình dùng màu vàng để móc ha. Các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len màu vàng ra phía sau. Ở cái phần nhụy hoa, đây là sợi len thừa. Thì cái chân móc phía trước của sợi len thừa là chân móc mà mình móc mũi dời vào đó. Phía sau của sợi len thừa sẽ là chân của mũi dời nè. Đây, ta để ý ở phía sau nó là chân của mũi dời ha. Ta sẽ đâm kim vào cái chân mũi dời đó. Đưa sợi len ra phía sau nè. Kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Khi có được 3 mũi móc xích rồi, cánh hoa đầu tiên mình sẽ tạo ở 3 chân móc liên tiếp với nhau. Lưu ý khi móc nhớ giấu cho mình sợi len thừa màu vàng vào trong mũi móc luôn nhé. Thì cái cách móc cánh thứ nhất các bạn sẽ móc như sau. Ta lấy len lên kim, đâm kim vào chân đầu tiên sẽ là chân mà mình móc mũi dời ở cái phần nhụy hoa. Đâm kim vào đó, kéo len qua chân móc, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Lúc này trên kim sẽ có hai chân móc ha. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào chân kế bên, kéo len qua chân móc. Trên kim có 4 mũi thì kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào chân thứ ba, kéo len, kéo qua hai chân trên kim. Khi trên kim mình đã có được 4 mũi móc như thế này, ta kéo len qua hết chân móc trên kim. Từ đây mình tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Đâm kim vào chân móc xích đầu tiên sẽ là cái chân sát cái chụm này nè. Móc vào đó một mũi dời. Móc lên 3 xích. 1 2 3. Di chuyển kim đến chân móc thứ ba mà mình móc cái phần cánh hoa đầu tiên á. Móc vào đó một mũi dời. Như vậy là mình vừa hoàn tất được cánh đầu tiên nè.
Sợi len thừa của mình khi giấu vào trong mũi móc thì nó sẽ như thế này ha. Guốc lại cho cánh của mình nó được đều hơn. Để móc tiếp cánh thứ hai, các bạn sẽ tèm tương tự giống như cánh đầu tiên này. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Đâm kim vào 3 chân móc liên tiếp với nhau. Sẽ là 3 cái chân móc sát bên này nè ha. Lấy len lần thứ nhất, đâm kim, kéo len, kéo qua hai chân trên kim. Lấy len lần thứ hai, chân móc thứ hai nè, kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ ba, đâm vào chân thứ ba, kéo len, kéo qua hai chân trên kim. Sau đó kéo len qua hết 4 chân trên kim. Từ đây móc lên 3 mũi xích. Đâm kim vào chân xích của mũi chậm nè. Móc một mũi dời. Móc lên 3 xích. Di chuyển kim đến chân móc thứ 3 của cánh hoa. Móc một mũi dời. Ta hoàn tất được cánh thứ hai. Thì các bạn sẽ tạo cho mình các cái cánh hoa tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng. Lên 3 xích. Lấy len và đâm kim lần lượt vào 3 chân móc liên tiếp với nhau. Lần thứ nhất, kéo qua 2 chân. Lần thứ hai, kéo qua 2 chân. Lần thứ ba, kéo qua hai chân, sau đó kéo qua hết 4 chân trên kim. Móc lên 3 xích. Đâm kim vào chân xích của mũi chậm. Móc một mũi dời. Lên 3 xích. Di chuyển kim đến chân móc thứ ba của cánh hoa, móc một mũi dời. Sau đó móc tương tự cho đến hết vòng ha, ta sẽ có được các cái cánh hoa như thế này. Móc tương tự cho đến hết. Sau khi đã móc được hết cái cánh hoa cho đến cuối vòng rồi, thì ở cuối vòng của mình sẽ còn dư lại hai chân móc. Thì cánh hoa cuối cùng các bạn sẽ tạo cho mình một cánh hoa ở cái chân móc của mũi dời kết thúc của phần nhụy hoa, là cái chân mà mình đâm kim đầu tiên và hai cái chân móc mà mình chừa ra ở đây ha. Tức là ba chân này mình sẽ tạo cánh hoa nè. Lên 3 xích. Lấy len và đâm kim vào ba chân nè. Chân thứ nhất. Tiếp tục lấy len đâm kim chân thứ hai. Lấy len và đâm kim chân thứ ba, cũng là chân mà mình bắt đầu móc cánh hoa đầu tiên á. Kéo qua hết 4 chân trên kim. Lên 3 xích. Đâm kim vào chân của mũi chậm nè, móc một mũi dời. Lên 3 xích. Kết thúc cánh hoa này, ta cũng đâm kim lần thứ 3 vào cái chân móc mà mình bắt đầu móc cánh hoa đầu tiên ha. Móc vào một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Sợi len thừa của mình lúc này nó đang nằm ở mặt phải. Ta dùng kim móc đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời đó, kéo sợi len ra phía sau. Như vậy là phần cánh hoa của mình vừa hoàn tất ha. Và mình cũng hoàn tất được một cái mẫu hoa dùng để trang trí như thế này. Giấu cho mình các cái sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì ta có thể sử dụng cái phần này để làm đế ốp ly cũng được, hoặc là trang trí cho nhiều sản phẩm khác nhau, cho sản phẩm của mình thêm xinh xắn hơn ha. Chúc các bạn thành công!